Đây bạn nhé. Cái này là mình đi mình đóng ngược bạn ạ. Thế nên là nhưng mà không ảnh hưởng gì đến việc mình sử dụng cả. Đây. Đấy. Cái quyển xưởng cơ khí này là tầm khoảng bao nhiêu nhỉ, 80 trang thì phải. Đây, 80 trang. Đây là chuyên ngành gỗ này. Đó. 83 trang, đó. 85 trang. Còn ra giao tiếp văn phòng này. Đây. Đấy, quần này thì nếu như là ở trên thị trường hiện tại ấy, nó chỉ có khoảng 80 trang thôi. Nhưng mà mình là mình đầy đủ luôn. 110 trang cơ, chứ không phải là 80 trang đâu. Bởi vì mình là bản gốc mà. Ở kia không biết là tại sao lại ít vậy. Có thể là bị cắt bớt hoặc là như thế nào đấy. Mình là không hề là lặp nhá. Đó.